Hello, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay tiếp tục hành trình cưa cây cùng bố anh thợ. Ở đây đang cưa ở trên Châu Thành, ở Gò Gián Hương, ở Tây Ninh nha. Rồi, giờ quay chia sẻ cho cả nhà xem vui nha. Quay cái này là cái nhà ơi. Đây. Tục cây tàm. Oh.
cao luôn cả nhà ơi. Bây giờ nghĩ sao mà cưa sao nghĩ sao mà cho nó ngã về đây nè. Chứ ngã vô đây là cao su. Mấy tô rồi? Giờ đang anh em thợ cưa đang gỉ dây. Đó. Đang cột dây gỉ. Ủa. Thấy chưa? Ủa. À, con dây cột nè cả nhà. Giờ chặn xuống.